Kính chào các bạn học viên. Nội dung bài học tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng. Khi mà các bạn xác định tờ khai thuế của quý trước của chúng ta còn được khấu trừ nhiều trong trường hợp công ty có lĩnh vực hoạt động về xuất khẩu và nhập khẩu, thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện đề nghị hoàn thuế. Tôi giả sử tại tờ khai quý 1 năm 2023, tờ khai thuế giá trị gia tăng. Trên tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 1 năm 2023, tôi được khấu trừ ở kỳ trước chuyển sang là 200 triệu. Và số tiền thuế được khấu trừ kỳ này là 527 triệu. Và tôi muốn đề nghị hoàn thuế 500 triệu. Thì lúc này số tiền thuế giá trị gia tăng khấu trừ của quý 1 ở chỉ tiêu 43 chỉ còn là 27 triệu. Như vậy, tại tờ khai quý 1, tôi sẽ đề nghị hoàn thuế 500 triệu. Và tôi nộp tờ khai quý 1 đúng hạn. Mục đích là để tôi có mã giao dịch để tôi lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Thì các bạn nhớ, trước khi mà chúng ta lập giấy đề nghị hoàn thuế thì các bạn sẽ phải điền số tiền hoàn thuế vào kỳ mà chúng ta đang muốn hoàn thuế trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01 theo thông tư mới nhất là thông tư 80. Và sau đó chúng ta kết xuất nộp tờ khai này qua mạng. Sau đó các bạn sẽ vào hoàn thuế, chọn giấy đề nghị hoàn khoản thu ngân sách nhà nước. Ở đây tôi muốn hoàn thuế của quý 1, tức là từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2023. Và ở đây tôi hoàn thuế xuất khẩu nên tôi chọn là hoàn thuế xuất khẩu. Còn trường hợp các bạn muốn hoàn thuế các loại khác thì các bạn chọn các loại hoàn khác tương ứng với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Ở đây tôi sẽ hoàn thuế xuất khẩu và tôi nhấn đồng ý. Tại cột số 5 này, điền mã giao dịch của hồ sơ khai thuế đề nghị hoàn chính là khi mà chúng ta nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 1 trên trang thuế điện tử, thì lúc đó các bạn vào tra cứu tờ khai tại trang thuế điện tử .gdt.gov.vn này. Chúng ta vào khai thuế, chọn tra cứu tờ khai, chọn tờ khai thuế giá trị gia tăng theo thông tư mới nhất và nhấn tra cứu. Chúng ta tìm vào quý 1 năm 2023 và đây chính là mã giao dịch điện tử. Chúng ta copy mã giao dịch này để điền vào cột số 5. Số tiền đề nghị hoàn trong kỳ thì tôi có đề nghị hoàn là 500 triệu. Do đó tôi điền vào cột số 6 là 500 triệu. Hình thức đề nghị hoàn trả. Lúc này nếu như các bạn muốn bù trừ cho các khoản thuế phải nộp thì các bạn điền vào mục 2.1 và điền các thông tin đầy đủ vào các cột từ cột 2 đến cột 7. Cột 8 có ghi chú như thế nào thì các bạn chọn. Còn trường hợp nếu như các bạn không phát sinh thuế phải nộp thì chúng ta không cần phải bù trừ, do đó không phải điền vào mục 2.1 thì các bạn sẽ chọn vào mục 2.2 là hoàn trả trực tiếp, hình thức hoàn trả là chuyển khoản. Chúng ta điền chủ tài khoản chính tên công ty các bạn vào. Tài khoản số là số tài khoản ngân hàng công ty của các bạn vẫn đang giao dịch. Tại ngân hàng kho bạc nhà nước quận huyện nào thì chúng ta điền vào. Còn các ô M này thì các bạn sẽ không thể điền được thì chúng ta bỏ qua. Sau đó các bạn điền tên người ký, ngày ký vào, sau đó nhấn ghi và kết xuất ra file XML để chúng ta nộp. Nộp thì các bạn cũng nộp trên trang thuế điện tử .gdt.gov.vn giống như nộp tờ khai XML bình thường. Ngoài việc chúng ta phải lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước thì đối với công ty có lĩnh vực xuất khẩu, cơ quan thuế sẽ gửi cho các bạn một bảng kê hồ sơ xuất khẩu và trên bảng kê này các bạn phải điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu mà cơ quan thuế đưa ra. Điền xong thì chúng ta cũng nộp kèm bảng kê hồ sơ xuất khẩu này lên cho cơ quan thuế cùng với các giấy tờ bản cứng khác theo như yêu cầu đối với từng trường hợp. Thì chúng ta có thể xem các giấy tờ khác liên quan đối với từng trường hợp ở trên giáo trình đã có sẵn. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách theo mẫu 01/HT, đây là mẫu mới nhất.